Và tiếp theo các bạn sẽ làm cái tạo dãy số đếm ngược ha. Giờ mình có cái file như này. Thì thường thì các bạn xem phim thì trước khi vào cái phim, trailer phim thì người ta có một cái đoạn mấy giây, tức là đếm đúng không? 5 4 3 2 1. Bên Premiere thì nó có cái các bạn tạo sẵn rồi, còn đây mình phải tự tạo. Được chưa các bạn? Đó. Để làm bài tập này thì các bạn sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ tạo các cái file bên Photoshop, ví dụ như đây. Phần thứ nhất thì bạn phải tạo cái file bên Photoshop như thế này. Đó. Chúng ta sẽ tạo Photoshop đúng không? Sau đó mình mới dùng Premiere để các bạn tạo các cái dãy số bên trong giống như vậy. Được chưa? Từ 5, 4, 3, 2, 1 đó. Mình sẽ tạo như vậy. Rồi bây giờ để làm bài tập này thì các bạn có thể vô mail lớp á, các bạn lấy cái hướng dẫn này lại. Được chưa? Thì bắt đầu mình sẽ khởi động Photoshop này. Các bạn bấm vô menu File này, New này, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl N này. Thì đây các bạn sẽ đặt cái thông số giống như cái bài thầy cho này. Chiều rộng là 320 pixel này, cao là 240 pixel này, độ phân giải là 696 pixel trên nick này. Đúng không? Hệ màu là RGB này. Background là transparency, tức là cho nó trong suốt. Thì đây các bạn sẽ chọn transparency ha, cho nó trong suốt. Ok. Ở đây bạn có thể đặt tên là vòng tròn. Đó, được chưa? Nhớ là pixel nhé. Ok. Thì các bạn làm đây là cái kích thước cái khung hình nhỏ thôi. Nếu mà các bạn làm thật máy lớn á, đối với bài tập thì các bạn làm 320, 240 là được. Nếu bạn làm phim thì bạn có thể 720 đúng không? 450 rồi hệ pan á. 700. Nếu bạn làm bài tập lớn thì 750 này. Đúng không? Rồi 420, 720, 450. Tức là các bạn dùng cái hệ pan. Ở đây với bài tập nhỏ thì mình làm 320 là được. 240. Ok. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là các bạn sẽ mở cái thước. Bạn có thể nhấn Ctrl R hoặc là vào menu View này. Các bạn chọn Show Ruler ha. Ruler đây. Photoshop thì học hết rồi đúng không? Phải chùm Photoshop. Rồi tiếp theo các bạn sẽ mở cái guide New Guide vào menu New Guide, các bạn nhập cái kích thước. Bạn vô menu Guide này. New Guide. Để mình tạo cái thước ngang và thước dọc á. Ví dụ đây mình sẽ cho nó là 160 0 30 chia đôi ra. Thước chiều dọc 160 chia đôi ra đúng không? Tiếp tục New Guide này. Giờ mình chọn thước ngang. Thước ngang thì từ đây 0 đến 100 chia ra, chia đôi ra 120. Ok. Các bạn sẽ có được cái thước ở giữa. Rồi bước theo mình sẽ vẽ cái vòng tròn. Thì đây các bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn ha. Trong cái than option này, cái fader tức là cái độ nhòe thì bạn để bằng 0, chứ nếu bạn cho nhòe cũng không được. Ở fader bạn cho bằng 0. Rồi trong khung style các bạn sẽ nhập là 200 pixel ha, 200. Rồi. Mình sẽ chọn công cụ chọn vùng tròn đúng không? Select vùng tròn.
Feather bằng không này ha, Feather bằng không này, trong cái thằng rồi các bạn vẽ cái khoảng 200 đây cái khung này, width 200 pixel, 200 pixel đúng không? Mới đầu mặc định của nó có thể là để ở cái nọc man này hoặc là stretch này, các bạn chọn cái pixel size này để mình nhập theo cái cỡ size này, đúng không? 200 kéo đây, các bạn để giữa này, giữ phím alternate thôi, các bạn để giữa này, giữ phím alternate thì nó chạy giữa tâm. Rồi tiếp theo bạn tô cái viền này thì bạn sẽ dùng cái modify border nhập bằng hai. Phiên bản mới thì nó không có modify mà nó sẽ nằm ở trong cái thằng select này, yeah, select này, modify này, border này, yeah. Border là cái viền ngoài đó. Đây các bạn cho là hai, ok. Rồi, đây có viền hai, thấy chưa? Tạo ra cái viền hai. Giờ mình tô cái màu xanh ra đây. Alternate, nhấn phím Alternate Delete hoặc là vô menu Edit nè, Fill nè, đúng không? Tô màu phía trên này, nằm phía trên này, mình chọn là gì? Foreground Color này. Ok, tô màu. Nhớ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nhân bản, bỏ chọn đi đó, bỏ chọn, mình nhân bản cái này lên. Nhân bản thì dễ rồi đúng không? Các bạn nhấn Ctrl Z hoặc là bấm kéo thả cho đây, nhân bản lớp này. Rồi sau đó mình sẽ Ctrl T, Ctrl T lần này giữ phím Shift Alternate thu đồng tâm, Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ các cái đường ngang, đường dọc thì mình sẽ tạo thêm một cái layer mới nữa. Bấm vào đây tạo layer mới. Các bạn vẽ một cái ngang single. Rồi tô màu, Alternate Delete tô màu. Edit. Fill. Tô màu. Ctrl D bỏ chọn. Tương tự mình vẽ cái dọc sinh column dọc cũng alternate delete tô màu. Rồi tiếp theo mình lưu nó lại, các bạn save lại, save lại ha, các bạn save lại, đặt tên là vòng tròn này, chọn đuôi là Photoshop này nha, save lại, ok. Đó, thì khi đó mình sẽ lưu lại toàn bộ các cái lớp player và cái nền trong suốt, không? Rồi, ok, xong phần thứ nhất. Phần thứ hai thì các bạn sẽ